bàn phím. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine. Không sao, đã có mình, phù thủy bàn phím. Mình có thể giúp các bạn sửa chữa tất cả những cái lỗi thường gặp nhất trên bàn phím của MacBook. Ok, bắt đầu thôi. Mac One số 1 về Mac. Cái lỗi đầu tiên mà rất nhiều người hỏi cũng như là rất nhiều người mắc phải, nó rất là gây khó chịu cho mọi người, đó là cái lỗi nhảy chữ, cái lỗi loạn chữ. Chẳng hạn như mình bấm phím H, nó cứ ra chữ H, cái chữ D, 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 D. Nó rất là khó chịu đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để khắc phục cái lỗi này nhá. Đầu tiên các bạn hãy kiểm tra giúp mình xem là cái phím của các bạn mà các bạn gõ ấy là nó có bị kẹt hay không. Nếu mà bị kẹt thì các bạn hãy xem tiếp video để có thể xem được những cái lỗi đằng sau nhá. Còn nếu mà không bị kẹt thì các bạn hãy kiểm tra giúp mình này. Đầu tiên là các bạn hãy click vào cái phông chữ, sau đó vào phần Open Telex Revision. Sau đó các bạn kiểm tra. Có rất nhiều bạn khi mà các bạn sử dụng thì sẽ cài rất nhiều bộ gõ, và như thế này nó sẽ bị xung đột những cái bộ gõ của các bạn, và đôi khi nó sẽ bị gây ảnh hưởng khi mà các bạn gõ tiếng Việt. Thì các bạn hãy cố gắng xóa tất cả những bộ gõ cho mình nhá. Xóa hết đi. Đó, click vào đây là xóa. Sau đó thì các bạn cài đặt giúp mình, đó là cái bộ gõ ABC và Telex đơn giản, thế là xong rồi. Đó, chỉ giữ lại hai cái bộ gõ này là được, thì chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mà không bị xung đột bộ gõ. Còn nếu mà khi mà các bạn không thể làm gì được khi mà đã cài đặt bộ gõ như thế rồi, thì các bạn hãy giúp mình tải cái phần mềm này về. Đó, phần mềm có tên là EVKey Mac, dành cho Mac ấy. Thì link mình có để ở dưới video nhé. Các bạn có thể vào và click vào link để tải. Sau khi tải về xong thì các bạn nhấn cài đặt. Thì ở đây nó sẽ hiện là thử lại, thoát hoặc là truy cập. Thì các bạn thoát giúp mình và sau đó thì vào cái phần cài đặt. Bởi vì hiện tại là Mac của các bạn vẫn chưa cấp quyền truy cập cho cái phần mềm đó, thế nên các bạn hãy vào phần bảo mật và quyền riêng tư này. Sau đó bấm vào cái ổ khóa này và điền mật khẩu vào. Sau khi điền mật khẩu xong thì các bạn sang cái mục quyền riêng tư, rồi vào phần trợ năng. Ở đây thì là các bạn hãy tích vào cái ô EVKey. Đó, đó là các bạn đã cấp cái quyền truy cập cho cái phần mềm này rồi. Sau đó thì các bạn bấm khóa lại là xong. Rồi bây giờ các bạn khởi động lại. Đó, và nó hiện cái chữ V trên này, là hiện tại các bạn có thể gõ được rất là dễ dàng rồi. Và các bạn nên nhớ khi mà chúng ta sử dụng cái EVKey rồi thì các bạn hãy chỉ để cho mình cái bộ gõ ABC thôi nhé. Ok, và thế là xong. Cái lỗi thứ hai mình nhắc tới đó là lỗi bị liệt phím hoặc là bị kẹt phím. Thì liệt phím có nghĩa là khi mà chúng ta bấm vào thì gần như là nó sẽ không có một cái hiển thị gì ở trên màn hình của chúng ta cả. Hoặc bị kẹt phím có nghĩa là chúng ta có ấn mạnh đến đâu thì cái phím của chúng ta không hề có phản hồi. Thì cái lỗi này thì cũng có rất nhiều bạn mắc phải. Và cái nguyên nhân của nó, một là có thể là do bị xung đột phần mềm hoặc phần cứng. Cái thứ hai là có thể là do bụi bẩn bám vào quá nhiều. Cái lỗi thứ ba mà cũng rất nhiều người mắc phải đó là lỗi bàn phím nó bị khóa. Thì cái lỗi này cũng rất nhiều bạn bị nhầm, bởi vì là nghĩ đấy là bàn phím của chúng ta bị liệt hoặc là bị kẹt. Thế khi mà chúng ta gõ vào gần như không có cái phản hồi gì cả. Nhưng mà không, đây là lỗi do cái xung đột phần mềm khi mà các bạn cài đặt vào, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng đến cái bàn phím chúng ta. Hoặc là do cái trình macOS của các bạn nó đã quá cũ rồi, thế nên là các bạn phải để ý xem nhá. Và cái cách khắc phục dành cho cả hai cái lỗi ở trên thì một là các bạn phải vệ sinh máy thường xuyên. Và các bạn chỉ cần mua một bộ vệ sinh tầm khoảng 150.000 là các bạn đã có thể vệ sinh lại được những cái bụi bẩn bám trên bàn phím chúng ta rất là dễ dàng tại nhà rồi. Cái thứ hai đó là các bạn hãy kiểm tra xem là cái macOS của các bạn nó cũ chưa, thì các bạn hãy update cái trình duyệt mới nhất cho các bạn. Cái thứ ba là các bạn cần phải kiểm tra xem là những cái phần mềm cũng như là phần cứng của các bạn có quá là nhiều hay không, hoặc là có quá cũ hay không, thì các bạn hãy cố gắng cài đặt cho mình những cái phần mềm mới nhất. Cái cách thứ tư là các bạn có thể đem đến trung tâm bảo hành gần nhất hoặc là những cái trung tâm uy tín để các bạn kỹ thuật có thể phát hiện những cái lỗi của chúng ta và sẽ giúp chúng ta sửa những cái lỗi đó rất là dễ dàng. Và nếu các bạn có bảo hành thì cũng không phải quá lo lắng đâu nhé.
Và trên đây là những cái lỗi bàn phím thường gặp nhất của các bạn khi các bạn sử dụng MacBook. Và mình đã chỉ cho các bạn những cái cách giải quyết nó rất là dễ dàng, có thể tự làm tại nhà. Và nếu mà các bạn có những cái lỗi gì thì các bạn có thể comment phía bên dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.